Bánh mì. Cúp. Thân thuộc của những quán quét xưa, mỗi lần nghe thấy lòng như cắt như cưa. Nhiều tiền anh biết bọn mình được ấm no, mà tiền nhiều như thế nó tình cảm mình hóa cho. Ta sợ mình đói nên lao vào kiếm ăn, rồi trái tim ta lại lạnh hơn một phiến băng. Ta vẫn chưa rõ tại sao mình thay đổi, không ăn cùng nhau vì công việc ấy hay vội. Có những bạn nhạc không nên hát cùng nhau, vì khi bài nhạc cất lên thì ta hát được cùng đâu. Lúc nghèo rất vui, những năm hoang khăn chặt ấy, chứ không phải những bây giờ anh mặc đấy cũng anh chị váy đâu. Em thì quá bận với những khoản lo, nhiều hôm mà công ty chế lương thì tôi ăn bánh mì. Bánh mì không có kết thúc, tay cầm đơn cầu mong anh có công việc mới phù em lúc khó khăn. Những ngày tháng rất căng, nhớ xưa còn nói nếu lúc mình giàu hai ta có nhà lầu và thêm xe hơi có đủ tất cả màu. Chiếc xe cuối bấm bê bắn ngoài đường, hai ta thấy bình thường, dù mồ hôi tuôn rơi nhưng có nhau đời thêm vui. Nhớ xưa mình thích những món lề đường, hủ tiêu gõ và mì gói nước sôi, thêm cay chân gà. Đến nay điều ước cũng đã thành thần, thành phố mỗi lúc càng chặt ta mất nhau, câu chuyện cười thật đau. Em thì quá bận với những khoản lo, nhiều hôm mà công ty chê lương thì tôi ăn bánh mì. Tay cầm đơn cầu mong anh có công việc mới phù em lúc khó khăn, những ngày tháng rất căng.